Xin chào bà con nhé. Hôm nay ông Đạt Vlog làm món rượu siêu to khổng lồ chuyên dành cho mấy con thối mồm, mấy thằng thối miệng và mấy đứa khẩu nghiệp. Những đứa nào mà khẩu nghiệp, những đứa nào mà mồm thối, thối mồm thì cả nhà tang vào đây nhá. Đấy, để cho nó biết là ông đang có một cái bình rượu rất là ngon, siêu to khổng lồ để dành cho chúng nó uống vào, cho chúng lòi cái con họng cho nó ra để cho chúng tu nghiệp, tu tu khẩu nghiệp nhé cả nhà nhá. Ý, cha cha cả nhà thấy không? Bình rượu ngon không? Rực rỡ không? Đầy đủ hải sản, tôm, cua, cá, nhân sâm, bào ngư rồi các kiểu, những cái loại mà gọi là dược liệu nha, dược liệu quý luôn đấy, để chuyên vả vào mồm và mõm những cái đứa khẩu nghiệp đấy. Ai thấy hay không thì chia sẻ cho ông một cái chia sẻ để cho nhiều cái đứa nó khẩu nghiệp nó nhìn thấy ấy, là nó bớt đi, nó tu đi ấy, thấy chưa? Đấy, bình rượu này nó còn để ở trên cái ghế ngai vàng luôn để cho chúng nó thấy nó độ nó hoành tráng, nó hot on hot. Ok bà con nhá, cảm ơn bà con cho một like một tim nhá.